Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chúng tôi đã phản ánh tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên đường DH19 ở huyện Văn Lâm, nhưng vẫn chưa được giải tỏa mà ngày càng nghiêm trọng hơn, gây ảnh hưởng lớn tới tình hình trật tự an toàn giao thông. Để xảy ra tình trạng trên là do sự buông lỏng quản lý của cấp chính quyền cơ sở cũng như lực lượng chức năng huyện Văn Lâm. Hiện nay dọc hai bên đường huyện 19 qua địa bàn khu ga Lạc Đạo đã bị hàng hóa chiếm dụng trải dài hàng trăm mét. Hàng hóa tại đây chủ yếu là những thùng gỗ được chất cao làm che khuất tầm nhìn của phương tiện tham gia giao thông. Hơn nữa, những chiếc thùng gỗ đều là thùng cũ được nhập từ nơi khác về, gây ra tình trạng nhiều đinh dây vãi ra đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông. Trước tình trạng trên, đề nghị xã Lạc Đạo, Ban An toàn giao thông huyện Văn Lâm sớm giải tỏa các vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tỉnh lộ 206 là tuyến đường huyết mạch nối liền với xã Đông Kết đến thị trấn Khoái Châu, nhưng thời gian qua xuất hiện nhiều đoạn bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông. Theo người dân cho biết, hầu hết các phương tiện khi lưu thông qua đây thường cố gắng tránh các ổ gà, ổ voi và đã lấn sang đường của chiều ngược lại, dẫn tới nhiều vụ va chạm và ngã xe đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, đoạn đường này mỗi ngày đều phải đón hàng trăm chiếc xe có trọng tải lớn đi qua, khiến mặt đường bị cầy nát và hư hỏng. Trước tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng cần kiểm tra cũng như sửa chữa những đoạn bị hư hỏng để đảm bảo các phương tiện lưu thông được an toàn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên các tuyến sông chảy qua địa bàn tỉnh, các lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão. Hiện nay đang là thời điểm mùa mưa bão, nhưng qua ghi nhận tại một số bến đò phà chở khách qua sông trên sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh, luôn trong tình trạng mất an toàn giao thông đường thủy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Do đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến khách qua sông, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và yêu cầu các bến ký cam kết chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường thủy nội địa. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra điều kiện hoạt động của các bến cũng như các điều kiện an toàn trong quá trình hoạt động. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sông trên địa bàn tỉnh, thì thanh tra giao thông tại Hưng Yên chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra với các chủ bến, khách ngang sông thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Và trong công tác kiểm tra thì chúng tôi chú trọng tập trung kiểm tra về cái điều kiện hoạt động của bến, khách, điều kiện của phương tiện, người điều khiển phương tiện và người điều khiển máy trong quá trình vận chuyển hành khách, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật giao thông đường thủy nội địa để đảm bảo an toàn cho hành khách qua sông. Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy, nhưng việc chấp hành luật an toàn giao thông đường thủy nội địa của các chủ phương tiện vẫn chưa nghiêm chỉnh. Trước tình trạng trên, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, lực lượng thủy đội, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông một cách nghiêm túc. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quá trình tuần tra kiểm soát, sẽ tập trung xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Thủy đội, phòng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm của các phương tiện là tàu, thuyền giao thông tham gia giao thông trên các tuyến sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, thủy đội tăng cường điều tra cơ bản, xử lý nghiêm các vi phạm đối với các bến đò chở khách ngang sông và các bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng. Chúng tôi tập trung chú trọng về đảm bảo an toàn của phương tiện, thứ nhất về đăng ký đăng kiểm phương tiện, thứ hai về con người điều khiển phương tiện phải có bằng cấp chứng chỉ và các giấy tờ kèm theo phục vụ cho việc tham gia giao thông được đảm bảo. Hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, cho nên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khi tham gia giao thông trên các tuyến sông, chủ phương tiện vận tải thủy và các bến đò, bến phà cũng như hành khách cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các cơ quan chức năng cần kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo sự an toàn giao thông trên các tuyến sông. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.